told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Một cái nhà thiết kế theo phong cách hiện đại với diện tích là ngang 4 sâu 30 và thổ cư 100% và có hỗ trợ hoàn công, nằm ở ngay khu vực trung tâm Trảng Dài. Với cái nhà thì mình thấy họ gia chủ họ thiết kế khá là đẹp nhé. Nhà này thì nó có gì mời mọi người đi khám phá cùng bạn nhé. Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hiện nay mình đang đứng tại một căn nhà ở thuộc phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai để quay thực tế cho mọi người căn nhà này. Thì cái vị trí mình đang đứng đây thì kết nối ra đường Bùi Trọng Nghĩa thì nó khoảng tầm 50m, và xung quanh bán kính 500m thì chúng ta gần siêu thị, trường học ở Trảng Dài, và cách cái khu trung tâm Nguyễn Khuyến nó khoảng tầm gần một cây số. Thì cái vị trí của căn nhà này thì mình thấy họ thiết kế khá là đẹp nhé, một phong cách thiết kế hiện đại, một trệt một lầu, và đặc biệt cái sản phẩm này thì nó ở hẻm cụt nên là nó khá là yên tĩnh. Thì khi chúng ta ở hẻm cụt thì rất là yên tâm. Thì mọi người có thể thấy ở phía bên ngoài của căn nhà họ làm một cái cửa bốn cánh này, giả gỗ này, cũng khá là đẹp nhé. Thì một cái trước đây mình có review một cái sản phẩm của cái chủ đầu tư này, thì họ thiết kế về mặt thiết kế và nội thất thì khá là chỉnh chu và đẹp nhé. Thì đây là cái cuộc phòng sân nhé. Sân thì mình thấy họ để một vực khoảng sân cũng khá là rộng, chúng ta có thể để xe 7 chỗ và vài cái xe máy ở khu vực này. Và ở trên đây miếng nhựa giả gỗ cũng rất là đẹp ở cái khu vực trên này. Và bước vô ngoài này thì có một cái cửa bốn cánh này, thì họ cũng làm bằng cửa nhôm xin pha và ốp cứng cường lực. Rồi đây là khu vực bước vô khu vực phòng khách nhé mình nhé. Phòng khách thì bên gia chủ thì cũng để cho sắm cho mình một cái nệm sofa ở khu vực này. Nhà này thì cái gam màu của cái nhà này thiết kế rất là đẹp luôn. Mình rất là thích cái phần nội thất và thiết kế thi công của gia chủ. Đấy, ngồi đây thì mình có thể đối diện đây là mình có thể để một cái kệ tivi. Ở trên đây thì có những cái bức tranh này, đó họ thiết kế nhìn rất là mê luôn nhé. Đó. Và trên đây thì có một cái đèn chùm trang trí ở trên này. Và phía này đây thì mình có thể để một cái kệ tivi ở khu vực này. Cũng nhà thì với diện tích ngang 4 nhưng mà họ thiết kế cũng khá là tối ưu. Và phía này đây có một không gian như vậy cũng rất là đẹp này. Đấy, để một bình hoa, và trên này thì mình có thể để một cái máy quạt ở đây. Trước khi mình đây có một cái khoảng này thì mình có thể ngăn giữa cái vực phòng khách và phòng bếp rất là tuyệt vời. Và đây là cái khu vực phòng bếp mà chị em phụ nữ rất là thích cái khu vực này. Đấy, thì họ cũng đã trang bị cho mình một cái tủ bếp trên, tủ bếp dưới cũng khá là xịn sò luôn quý vị, một gam màu trắng rất là nổi bật. Và nơi đây thì sau này thì mình có thể để một cái bàn ăn ở đây, cũng là tầm 4 ghế 6 ghế là đẹp. Và đây có một cái hộp đèn chùm ở trên này cũng rất là đẹp vậy nhé. Đây có một cái khoảng trống thì mình có thể thiết kế khá nhiều thứ ở đây. Rồi mình sẽ đi xuống dưới này nhé. Dưới này thì có một cái khu vực nhà vệ sinh. Mình có thể thấy này, một cái nhà vệ sinh ở đây bên họ cũng thiết kế là nội thất về trang bị cũng khá là đầy đủ cho mình. Và cái phòng ngủ dưới này thì cũng khá là thuận tiện cho người lớn tuổi, vợ chồng ở cái phòng ngủ này. Thì với một cái gam màu mình thấy không, toàn bộ họ thiết kế cái một gam màu thì rất là đẹp, và toàn bộ đây bằng hoa hồng thiết kế một cái. Và đặc biệt mỗi một cái phòng ngủ bên gia chủ họ thiết kế một cái màu khác hoàn toàn nhé. Đấy, thì mình mua căn nhà này thì mình không phải sắm về nội thất, và mình nhìn phía kia là một cái view khá là chill nhé. Đó, mình có thể nhìn theo về cái phần nội thất và thiết kế mình rất là thích luôn đó quý vị. Và sau này đây là một khoảng cũng khá là rộng này, mình có thể
làm các buổi tiệc và các buổi sinh hoạt cùng gia đình chung ở khu này thì cũng rất là rộng rãi. Có một cái chiêu ngồi đây thì mình có thể ngồi uống trà, uống cà phê ở khu này. À, đây thì cũng có một cái bồn labo và cái gương ở đây. Và có một cái chỗ này mảng xanh ở khu vực này thì cũng khá là chiêu nhé. Sau này thì có những cái mảng mà có thể nuôi cá và mình ngồi đây cũng rất là tuyệt vời. Một không gian thứ rất là thư thái đi. Ở trên đây thì mình thấy họ cũng có các cái khu vực mái che trên này thì nó cũng rất là mát. Đằng sau đây thì có một cái quán cà phê, họ cũng có một cái hồ nuôi cá con cũng rất là chill vị. Rồi mình sẽ đi khu vực lên lầu nhé. Đây là khu vực trên lầu nhé. Trên lầu thì nó có hai phòng ngủ, một phòng thờ và có nhà vệ sinh. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu đây thì mình có thể thấy này, họ cũng thiết kế mỗi gạp màu cũng khá là nổi bật, và có thể mỗi một cái phòng ngủ đều có một cái phong cách thiết kế riêng nhé, rất là độc. Và phía này cũng có một khu vực ban công cũng khá là thoáng nha mình nhé. Thì họ cũng khá là tâm huyết về cách thiết kế và bố trí. Và đây có một cái nhà vệ sinh ở bên trên, phòng vệ sinh chung này, cũng trang bị về nội thất cũng khá là đầy đủ luôn. Và đây có một cái khu vực sinh hoạt chung ở đây thì cũng tương đối vừa phải thôi, ta có để một cái bàn ở khu vực này. Và đây là phòng ngủ thứ hai của cái căn nhà, thì họ lại thiết kế nó vừa phải thôi thì cho con cái ngủ thì nó sẽ hợp lý này. Đó, một cái tông màu, mỗi một cái phòng có một cái tông màu khác nhau. Là một cái nhà không gian thờ cũng khá tương đối vừa phải thôi, chúng ta có thể thờ cúng gia tiên ở khu vực này. Và ngoài này có một cái cửa sổ ra hướng ra ban công cũng khá là rộng luôn. Và ở phía cuối cùng của căn nhà là khu vực ban công cũng khá là rộng rãi nhé. Mình có thể thấy này, họ thiết kế ở nơi này thì chúng ta có thể ngồi uống trà, uống cà phê ở khu vực này thì cũng khá là tuyệt vời, vì mỗi không gian tương đối là thoáng đãng. Vừa rồi thì mình có dẫn mọi người đi tham quan thực tế một cái nhà ở khu vực Tràng Dài. Thì mình xin tổng kết qua, nhà này thì với diện tích là ngang 4x30 và nhà này thì có nở hậu tới 4,5 m nhé. Nhà này thì bao gồm một cái sân này, một phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, một phòng thờ và một khu vực sinh hoạt chung. Nhà này thì đang chào bán với giá là 3.950.000.000, có thương lượng nhé. Mọi người cảm thấy căn nhà này như thế nào thì có thể liên hệ với mình nhé. Rồi xin chào mọi người.